Hoàng Bánh xin chào tất cả các chú anh chị với khán giả quý mạnh thân vương trong và ngoài nước. Dạ kính thưa tất cả các chú anh chị, thì hôm nay Hoàng Bánh đến thăm một ngôi nhà với đôi vợ chồng hiếm thấy của chú anh chị. Thì được biết thì gia đình rất là khó khăn, không có ruộng đất, thì có một đứa con mà chưa có điều kiện để đi học của chú anh chị. Thì sẵn tiện nay Hoàng Bánh sẽ ghé thăm nhà anh chị và mời tất cả các chú anh chị cùng vào trong nhà để thăm hỏi gia đình nhé. Dạ con chào bà. Dạ chào ông ạ. Dạ bà ơi, thì cho con xin hỏi là nhà của anh hiếm thị này là sao với bà? Đây là con mà nó nghèo dữ lắm, mà nó vắng gà nữa, rồi vợ nó cũng không có làm gì được, rồi nó cũng nghèo, rồi không có nhà có cửa gì, anh em nó cho được cái tôn cũ gì vậy đó, cái cột cũng nhỏ nhỏ xíu bằng cùng tay à. Bây giờ các nhà đó bây giờ dọc lên dọc xuống đó, bây giờ cũng giúp đỡ cũng cảm ơn. Rồi nhà của bà là nhà này hả? À, là cái nhà nhà thấp sao? Ủa sao thấp chứ bà, cái này lên đất nước lắm ngập. Hả? Nước ngập mênh mông luôn á. Rồi cái cửa này sao mà đi vô bà? Thì là cái anh này là con ruột của bà ha. À, con ruột mà cha mẹ cũng khổ cũng nghèo à, đâu có được giúp con đâu. Giờ con nó cũng khổ, giờ hai vợ chồng nó đương Tết mà đi thục trùng vô rừng thục trùng đó. Giờ quán gà nữa, bằng ngày thì thấy hơi chút đỉnh, bằng đêm thì té lên té xuống. Rồi không có cái gì hết trơn, bằng tay trắng ruộng nương cũng không có luôn. Có cái nền nhà cha mẹ cho một cái nền nhà thôi, bây giờ nhà dọt lên dọt xuống nó không có đâu chứ. Bây giờ giúp đỡ cũng cảm ơn nhiều. Vậy thì con mời cô mời bà qua đây ha. Vào đây cùng với con để thăm hỏi gia đình của anh ha. Anh đó tên gì vậy bà? Tên Hải. Anh Hải ha. Giờ mời tất cả các chú anh chị cùng quý khán giả cùng vào trong nhà anh Hải để thăm hỏi gia đình anh Hải như thế nào ha. Rồi chào gia đình ha. Dạ. Em chào chị luôn ha. Dạ. Rồi nhà mình đây là nhà của mình ha. Dạ. Rồi cho con mượn cái ghế đi bà ơi. Dạ. Rồi gia đình mình đi đâu mới về? Đi bắt trùng lá. Hả? Đi bắt trùng lá. Trùng lá hả? Dạ. Rồi mời anh ngồi ha. Bắt trùng lá cực khổ lắm, một ngày được 100 vải, sống mỗi ngày. Dạ anh cứ nói đi anh nói rồi. Xong rồi ngày phụ là trong gia đình là con trai gì đó là có ăn một đứa một thôi. Dạ. Xong là mệt mỏi lắm, một ngày chừng nào là thiếu nữa đó, một ngày là không chừng là tốn tiền xăng nữa. Dạ. Tiền xăng tiền qua tiền lợi là thiếu tiền qua lợi nữa. Dạ. Bắt những nào là nước ngập quá không bắt không được là một ngày là được một còn hai ngón là nhịn đói luôn, về nhà là nhịn đói luôn. Nghe thấy tội nghiệp của chú anh chị ơi. Dạ con mời bà ngồi luôn ha, bà lấy cái ghế đó cho bà ngồi đi. Dạ. Ngồi đi. À, điện mình xài ké hả bà? Xài ké ông già bà già. Wow. Ủa anh chị thường ngày là mình mưu sinh bằng cái nghề bắt trùng hả? Đúng nghề không chị? Trùng nghề bắt trùng lá đó. Bữa nào có, bữa nào không không là không ra nhỉ là về nhà là nhịn đó luôn là vậy ngạn vậy thôi phụ là không lộ là đủ trong gia đình luôn là thiếu thốn lắm, nhiều lắm á. Rồi của chú anh chị thì được biết thì anh như bị hiếm thị đúng không? Đúng rồi, và dạ còn thiếu thốn nhiều lắm mà sừng khiếp là mình sống là mình được là mình ok là mình được là một ngày được 200-300 mình cũng là sống gia đình mình hơi khỏe ăn chút. Bây giờ mình là sự nghiệp là mình là bắt trùng dư sức khỏe là mình bắt trùng thiệt và mình bắt trùng không phải dư giả như người ta đó, bắt trùng là từ nghèo tới nghèo, bắt trùng nghèo là mình sống qua ngày mình thôi. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Em chào chị ha, chị có thể giới thiệu tên chị tên gì? Tên Hằng ạ. À, chị Hằng rồi, đây là anh Hải và chị Hằng ha. Dạ. Rồi, em chào chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 21 tuổi ạ. 32. 32 ạ. À, chị là 32 tuổi ha. Dạ. Rồi, mình có con cái gì không? Có một đứa, con gái. Rồi, con chị đâu? Đó, đứa áo xanh á. Rồi, gọi đây con. Thế chào chú con. Đây chào chú con. Để đây nè con. Con bên năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 10 tuổi. 10 tuổi rồi, con đi học chưa? Đi. Con đang học, bây giờ con có chuẩn bị sách vở gì chưa? Chưa. Chưa. Chưa hả? Có quần áo không? Chưa. Chưa có quần áo luôn, con phanh tay chào ông bà cô chú đi. Chào ông bà cô chú. Con muốn mua đồ đẹp đi học không? Muốn. Nói dạ con muốn, mai mốt nói dạ thưa mới được ha. Nói dạ con muốn. Dạ con muốn. Nói dạ thưa chứ không phải là nói muốn ngang được ha. Lớn rồi con.
phải lễ phép đi ra đường nó gặp ông bà người lớn rồi phải chào hỏi quanh tay đàng hoàng hả con? Dạ. Ừ, ba mẹ con có biết chữ không để dạy con? Không biết. Không. Rồi ba mẹ không biết chữ luôn. Không biết chữ hết trơn. Anh không biết chữ luôn. Anh không biết chữ luôn. Rồi chị biết không? Không. Trời ơi thì giống hoàn cảnh của em quay hoàn cảnh bên kia quá. Muốn cho con học là cho con biết chữ đàng hoàng theo người ta, như người ta đàng hoàng lên lương khở, sợ nó yếu chữ, sợ nó đi theo đường nghiệp con. Rồi, đó. Anh rồi. Thì anh có cái ý kiến là muốn cho con mình biết đi học hồi vậy ba mẹ con nói vậy đó, con gắng học nha. Giờ con đọc được chữ chưa? Con đọc được chữ chưa? Đỡ. Ừ. Đỡ ha. Biết làm toán không? Biết. Con đọc chữ được phải không? Dạ. Ừ. Rồi con cảm ơn con ha. Rồi anh ơi thì hàng ngày mình thu nhập bị móc trùng lá trùng như lá. Thế nó rồi bao nhiêu thu nhập một ngày bao nhiêu tiền? Một ngày được 100 vài. Nhầm khi xích mưa. Nhầm khi mình bỏ là mình không biết là chừng là theo chỗ nào có chỗ nào không. Mình trong sình mà không biết mình móc tay xuống là dưới là xuống dưới là tay mình ngập. Bốc xuống là tới sình ngập một tay như nè. Mò hên xui đụng thì nhà không đụng thì thôi. Không đụng thì thôi và về nhà mình chịu và tốn xì xăng cùng mình chịu. Mà chỗ nào có mình hơi đợi chút 100, 200, 300 ngàn không biết chân. Mà không, mình không có mà còn hai cộng gì cũng thiếu tiền xăng mình nữa. Rồi. Tốn tiền xăng mình nữa. Rồi mình móc xong cái gì mình bán hả chị đúng không? Bán. Dạ. Rồi, bữa nay là được bao nhiêu tiền? Bữa nay được 150 ngàn. À, 150 ngàn. 150 ngàn là tiền xăng tiền gì là hết 50-60 coi còn 90 ngàn. À. 90 ngàn qua phà qua gì đó đưa đò đưa về tiền ăn tiền uống muốn bánh hết trơn 150 đó rồi. Rồi anh chạy xe được không? Hiếm thị thì sao thấy đường chạy xe? Chạy xe mà chạy bằng ngày thì được, mà chạy bằng đêm là không được. Chạy bằng ngày mà chạy cứ từ từ. Không phải là chạy gấp như người ta là không được. Rồi anh hiếm thị anh chạy cẩn thận nha, từ từ nha. Ừ. Coi rồi trời tối mình về tới nhà được hả? Đúng rồi. Rồi nhà mình là có ruộng đất gì làm không anh? Không có đâu, không có gì hết. Bằng tay chân cực khổ lắm. Bằng tay chân là đi làm ăn làm mướn người ta không à. Không có gì dư giả dư gì ta hết trơn là làm là từ một ngày ăn ngày. Rồi bên vợ mình có được gì không? Bên vợ bên chị vợ thì cũng vậy à. Bên vợ cũng vậy luôn. Rồi. Giống như bên anh luôn. Rồi. Gia đình khổ rồi. Nghèo khổ giống nhau ha. Dạ. Rồi không có bên nào có ruộng đất để cho ha. Có gì hết trơn luôn. Cảm ơn anh, thì giờ anh có thể cho em xin quay cái toàn cảnh cái nhà của mình ha. Dạ. Được không? Anh đồng ý không? Đồng ý. Rồi, được, chị đồng ý cho em quay toàn cảnh nhà không? Đồng ý. Rồi, cảm ơn chủ nhà ha, chủ nhà cứ ngồi đi ha. Dạ. Rồi, con chào bà ha. Dạ kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả, thì nhà của anh Hải là nhà của ba mẹ cho một miếng đất, nhưng mà cái tôn thì theo lời chia sẻ thì anh được sự các anh chị mình đó cắt cái nhà rồi xong mình lựa cái tôn còn sót lại để lọt cho anh Hải. Rồi mình nấu bằng bếp củi luôn ha anh. Rồi. Hôm nay mình được gì ăn cơm? Chưa gì ăn cơm hết, là giờ là làm ăn là tới bốc chuộng với nào hết sức hết gì, giờ tới nhà như được gì ăn cơm nữa, giờ sắp xếp không biết tiền còn dư nhiêu sắp xếp là khổ lắm mà còn giờ không biết mua đồ ăn cơm chút đỉnh gì đó, anh mai mốt là nhịn đói nữa đó, muốn chút đỉnh thôi. Anh bị hiếm thị anh đi từ từ nghe, em anh thấy anh đi té để em coi cái nhà. Rồi mình sinh hoạt là cái phần nước toilet là sao ha. Rồi đây là cái nhà bếp nè cô chú anh chị, đây là nhà bếp ha, đây mình xài anh chị xài nước ké nhà bên mình của anh trai. Rồi đây, nước mình xài kéo nước ké ha anh ha. Anh Hiếu nước ké là nhờ ba nội ông nội nhờ cha mẹ mới được vậy á. Nước có đen mình có một cái một hả để gì á hả? Cái một. Trời mưa thì nhà này chắc giọt dữ lắm à. Cái này vinh lên cái nóc lạ là vinh lên là nhọt hết luôn hết trơn luôn á. Rồi cái mắt anh bị hiếm thị gì sao anh sửa nhà được? Đúng rồi mới biết vậy mà không cho anh em phục tiếp vụ là xung sớm vậy đó, cho anh em là tiếp giúp vậy đó mà
mắt của tôi là nhìn là thấy mà không dám là lên lóc nhà luôn, không dám là lên sửa luôn, sợ nó té. Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, giờ mời tất cả người nhà mình ngồi ha. Để em qua ra ngoài em ngồi quay cái. Rồi cái cửa này của chú anh chị nát hết trơn rồi. Cửa này đóng chắc không có cái gì đâu ha, đóng cửa bỏ thí hai vợ chồng cứ đi tối ngày. Rồi. Kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả, thì nhà của anh Hải thì quá trời cũ nát rồi. Đây là trời sắp mưa tối giông bão cái chắc kéo banh cái nhà luôn, hư cái nhà hết đó các chú anh chị. Thì hôm nay bằng Bảnh đến thăm gia đình thì trước tiên thì Bảnh sẽ mua nhu yếu phẩm với gạo để gửi tặng cho gia đình anh Hải, để có cái phần gạo và nhu yếu phẩm để sử dụng trong qua ngày của chú anh chị. Thì bây giờ mời tất cả các chú anh chị cùng vào trong để cùng với Bảnh để trao số gạo và nhu yếu phẩm cho gia đình của anh Hải để có bớt phần lo lắng hay nào. Tại vì rất là tội nghiệp ảnh thì bà không có nhìn thấy, bị hiếm thị của chú anh chị, thì có một con gái và người vợ rất là bé nhỏ. Bây giờ mời tất cả các chú anh chị cùng vào trong nhà để trao phần gạo. Kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả với mình Thân Vân đang xem kênh của Hoàng Bảnh, thì hôm nay Bảnh đến đây Bảnh sẽ trích số tiền của cô Như Nguyễn và em gái ở Tân Bình để trao tặng cho gia đình của anh Hải để có bớt phần nào lo lắng của chú anh chị. Giờ mời tất cả các chú anh chị cùng ngồi trong để trao nhu yếu phẩm và gạo. Dạ em chào anh ha. Thì hôm nay em đến đây thì em sẽ trích tiền của cô Như Nguyễn ở Canada và một số tiền 1 triệu cho anh là em gái Phương Quanh ở Tân Bình thì gửi tặng cho mình luôn. Đây là em có mua là nhu yếu phẩm nè, rồi bột ngọt, nước mắm, nước tương, dầu ăn và đường và một hộp bánh nữa, là trị giá phần quà này là 500.000 ha. Cái này là em có mua bánh nè, rồi sẵn tiện đây em gửi cho bé luôn ha, bé chú cảm ơn ha. Thôi con cảm ơn ông bà của chú đi. Cảm ơn ông bà cô chú. Rồi, cảm ơn con nhiều. Thì cái này thì em sẽ trao cho chị ha, nước mắm, bột ngọt, nước tương và dầu ăn ha, cho vợ chồng mình đỡ bớt phần lo lắng về cái việc mình đi được một ngày. Mấy chồng cái này là 10 kg gạo ha. Rồi với lại là một thùng mì, là trị giá phần quà là 500.000. Em muốn giúp gia đình của chị để bớt phần nào lo lắng trong cuộc sống, mong anh chị cố gắng vượt qua những thời gian này ha. Dạ kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả với Mạnh Thường Vân trong và ngoài nước, thì hôm nay Bảnh đến đây thăm gia đình của anh Hải là bị hiếm thị của chú anh chị, có một người vợ rất là bé nhỏ và có một nửa con gái thì đang tuổi ăn tuổi học. Thì thấy gia đình của anh Hải rất là khó khăn thì Bảnh cũng đã trích số tiền em gái ở Tân Bình là 1 triệu và của cô Như Nguyện ở Canada là 1 triệu, thì Bảnh có trích tiền ra 500.000 để mua nhu yếu phẩm gửi cho gia đình. Rồi còn số còn lại thì 1.500.000 thì Bảnh sẽ trao cho gia đình của anh Hải để được có tiền để mua sách vở là quần áo cho con của anh Hải đi học của chú anh chị nữa. Rồi em xin trao cho anh là 1.500.000 hấp giờ anh hiếm thị thì anh Hải thì anh không có nhìn thấy được, thì em sẽ trao cho vợ anh ha. Dạ, cho vợ anh kiểm tra tiền giùm em ha. Dạ. Rồi chị em gửi chị 1.500.000 nha. Cảm ơn Vinh giúp đỡ gia đình con. Anh có muốn lời nói lời nào gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Vân đã giúp gia đình mình hôm nay không? Dạ. Cảm ơn là chú là cảm ơn là và Thường Vân giúp đỡ em là cảm ơn nhiều lắm. Rồi cảm ơn anh nhiều ha. Thì hôm nay thì em đến đây thì em đã đến thăm gia đình mình, thì em có mua gạo nhu yếu phẩm đó, rồi trao số tiền của mình là của hai với Mạnh Thường Vân, cô Như Nguyện và em gái ở Tân Bình cho mình ha. Thì anh chị đỡ thấy số tiền này anh chị có mừng không? Quá trời mừng, quá trời cảm ơn luôn. Con gái con có mừng không? Có tiền mua quần áo đi học, có sách vở đây ha. Dạ con mừng. Rồi cảm ơn con ha. Tại giờ thì xin phép gia đình thì em sẽ về ha. Gia đình cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Rồi mình sẽ cố gắng đi, cái gì cũng phải vượt qua, mình có sức khỏe mình mới vượt qua cái mọi khó khăn của mình ha. Đúng rồi. Rồi xin phép gia đình em về ha. Chị nhớ lấy gạo cắt ha với thùng mì ha. Con dạ. Cắt mì luôn ha. Dạ. Để cho con nè, để có mì mình ăn, nhiều khi mình đi móc trùng gì á, mình chưa nấu cơm kịp á, hai vợ chồng á. Rồi mình bỏ con ở nhà cái gì con có mì ăn, con gái của chị á có mì ăn, rồi anh về có mì nấu canh rồi ăn ha. Cố gắng ha chị ha, cố gắng vươn lên liệu cơm gấp mắm ha. Dạ.
Rồi chào gia đình ha. Chào cảm ơn. À, rồi, cảm ơn ha. Xin cảm ơn nhiều. Dạ kính thưa tất cả các chú anh chị với khán giả với Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước thì Bảnh cũng đã đến đây thì trao số gạo và nhu yếu phẩm cho anh Hải rồi. Giờ Bảnh xin phép kết video tại đây. Dạ con chào bà, thì con đến đây con giúp gia đình của anh Hải đó, thì cô thấy sao, cô thấy vui không? Thấy vui, giờ cho tặng quà cho đó, giờ giúp con cháu đó, giờ rất là cảm ơn nhiều. Giờ thầy cho đó, thầy cảm ơn dài dài luôn đó, không có mà không có má thầy cảm ơn thì cảm ơn suốt đời luôn rồi, cho con cháu thì bây giờ con cháu giúp mừng rồi. Giờ con cháu thầy cho thầy cảm ơn nhiều. Dạ, cảm ơn cô nhiều ha, thì một lần nữa trong vòng Bảnh gửi lời cảm ơn đến cô Như Nguyễn ở Canada và em gái ở Tân Bình đã có lòng hảo tâm giúp những hoàn cảnh khó khăn ở trong vùng sâu vùng xa của chú anh chị. Nhân dịp đầu năm mới thì vòng Bảnh cũng gửi lời chúc tất cả của chú anh chị với khán giả với Mạnh Thường Quân trong ngoài nước thật là nhiều sức khỏe, luôn bình an trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo của Bảnh.